ngon quá bà Hai à. Có nước uống mà Hai. Nước nào? Kỳ bà Hai mới thôi, em có cho nước uống được. Có tâm chứ ăn bà. Không, không có. Nè, mai mốt bà Hai phải đầu tư thêm cái ghế nữa. Dạ. Hai cái ghế nhỏ hả? Có lẽ khách người ta lại người ta ăn xôi, phải có cái ghế ngồi nè. Trời ơi. Nước uống nữa. Chết là dạ. Có khăn giấy là tâm chứ ăn nữa nha. Chứ bán như vậy khách đâu có được nhiều rồi, tôi có chú là lệnh của ủng hộ rồi. Mốt rồi con có thèm lên con giá nữa. Thì chắc cũng tháng 2 tháng nữa con mới thèm á. Dữ hả? Dạ, ngán lắm, ăn có xôi bà, ngán là mấy tháng trời lắm. Khỏe bà ai? Dạ. Tại nay thèm xôi nè. Bệnh hả mẹ? Bệnh nữa hả? Ừ. Bệnh mới hơi đỡ đỡ nữa nè. Dạ bà Hai mưa gió sao bà không nghĩ bà Hai cũng đi bán nữa. Không có tiền hả? Trời ơi. Con bà đâu? Không mệt đâu. Con bà? Bà ở chung với con mà. Đâu có ở với con nhỏ con gái. Trước trên nhiều ở với con gọn đó. Mới chèo đối đối diện nhà luôn á. Ờ, chứ hôm đó bán chợ cũ đó chỗ chạy nhỏ. Dạ. Rồi chứ còn mấy thằng trai nó chồng của chợ này không bán sò tím hay này bán sò đậu hả bà Hai? Biểu của vậy hả? Bán còn đó gì bán cho không cho bà Hai? Ok quá bà. Lâu lâu, lâu con ghé bà chơi thăm bà mà bà cứ cho bà con ngại con không dám ghé. Đâu. Bà Hai vợ bà xanh chưa? Dạ chưa. Dạ hả? Bà Hai thích bán xôi. Thích mua bán mua gió được bán hôm nay mấy ngày bão là được. Vậy hồi sáng giờ là mới tạnh mưa á. Thường bà Hai ngồi ngay góc đó đó. À, nhưng mà hôm nay mưa là phải giờ vô trong đây nè. Đường còn ướt nè, hiện tại bây giờ là khoảng hơn 6 giờ. Không à. Không có bánh kẹp hả bà Hai? Ủa? Có hả? Không kẹp. Hôm nay con ăn xôi rồi ghé chơi bà. Không nói vậy chứ chút xíu. Chút xíu là người ta lại năm mua hết trơn hả? Dạ, người ta lại năm mua hết. Ở đây ai biết bà Hai mà, bà Hai bán xôi nổi tiếng ở chợ Tháp 10 này mà. Thôi con gửi tiền cho bà Hai. Không. Không kỳ lắm. Không. Nó không là không. Kỳ lắm thôi. Không. Ơi. Không à. Chết con. Không à. Thôi bà Hai nhận. Nó nhắn quá ngàn bà mà nó gì gì kỳ vậy. Kỳ lắm Hai ơi. Không. Kỳ lắm, không bà Hai ơi, kỳ lắm. Không rồi. Kỳ bà Hai mua xôi mà bà Hai không lấy tiền con. Nè bà Hai. Thôi, nói mà nhắn gì. Thôi bà, tất đi cho con vua bà Hai cáo hồi là cũng cho được không? Bà Hai tất đó thì con vua bà Hai. Bà Hai cáo hồi là cũng cho bà nè, phải không? À, nhớ rồi đúng không? Ừ. Cáo hồi là của chị Quỳnh Phương gì đó. Ừ. Nè, bà, thấy bà Hai mặt rồi nè. Hôm nay con ngồi ăn xôi, ăn chơi với bà xíu ha. Lâu rồi không có quay bà Hai. Dạ có ở trong này nè. Dạ trong kinh 55 á. Đâu nè. Bữa nay chủ nhật. Ngon. Ừ. Bữa nay chủ nhật bà Hai bắt được không? Được. Chủ nhật học sinh nó nghỉ cho lại. Nghỉ mà ra đi đường nó mua. Dạ hả? Dạ. Ai cũng thấy bà tốt nghiệp quá. À. Giúp cho bà. Ai mà lại đây mua xôi cũng nói bà Hai tội nghiệp nên là muốn hộ bà Hai ha. Ông Hai nhà khỏe không bà? Ông bệnh tim. Tim hả? Ông mệt hoài. Bệnh nữa hả? Ừ, thì mệt. Mệt mới có chết rồi. Mấy đứa gà tưởng chết rồi. Ông nay tám mấy rồi bà? Không kịp, ông 86. À, ông 86. Bà 82. Dạ. Bà Hai được mấy người con? Chết bà Hai quay qua đây nè, bà Hai quay đây nè. Bà Hai được mấy người con? Bà hả? Em coi bà tính. Bốn thằng trai mà nó chết thành thằng thằng thứ ba. Còn bà cái anh đen đen mà hay chở bà là người con thứ mấy? Con chín. Chín hả? Con đẻ 8-9 đứa lận mà nó dữ chết hết. Ừ. Hồi xưa vậy 8-9 đứa 10 đứa thôi. Hồi xưa đẻ dữ lận ha. Đẻ dữ lận. Mà nuôi cũng như cái gì chứ đâu phải như giờ có hơn. Đói thì nấu cơm nấu cháo ăn. Rồi bà Hai cất lại cái bọc này đi bà Hai. Cất lại bọc bông đó là bọc sạch đó. Ừ. Ăn được không? Sao? Đây là này là được ngon lắm. Sao này cũng ngon. Nếu bà Hai sao đói thì sao hồi đó nó đói thì nấu cơm nấu cháo ăn chứ đâu có sữa.
có sụt gì bây giờ con. À, ừ. Tối thì ăn cháo thôi ha. Nấu cháo ăn. Dạ. Vậy đó. Quần áo không có bận mà nghèo khổ hồi dạ. đó. Bây giờ đỡ hơn trước rồi ha. Ừ, quần áo gì giá không chết luôn. Dạ. Giá cho con rồi cho mình để chồng con. Dạ. Ừ. Rồi. Cái quay video bà hai hẳn nghe bà hai tâm sự về sự đời à. Bà hai bán nhà bán rồi là mấy chục năm rồi bà hai trời đất ơi hồi chứ là độc lập đó mày tính rồi tao không biết à, con năm nay 30 tuổi rồi đó con ăn xôi bà từ nhỏ lớn á ừ. Nhưng mà bà bán trước đó nữa bà trước nữa mà à, khi độc lập đó hả ừ. Là năm bảy mấy hả bà hồi đó đến chán đường mà quân cùng bà bán rồi đó con mạnh mới dữ dằn. Vậy là bà hai bán hồi năm ba mấy tuổi, năm nay là 82 tuổi rồi. Ừ. Quá trời vậy là khoảng 50 năm bán rồi. Bây giờ tới bây giờ ở nhà dữ lắm. Ở nhà buồn đúng rồi. Nằm không chịu không có nổi. Nằm không chịu không nổi. Đi bán thì cũng có niềm vui ha. Ừ, đi bán vậy đó gặp à. Này kia quen lớn vậy. Nhưng mà vậy là bà hai ví dụ mấy cái mấy bữa mà mưa bão gì là bán cực lắm không? Lạnh lẽo quá không? Đúng rồi lạnh lắm, con thấy đường xá là người ta ở trong nhà không à? Đó có mình bà hai thì chui vô cái này là cái quán nước không mà? Quán nước. Quán nước của người ta. Ừ, rồi bà hỏi rồi đây. Để nhờ đúng đó, mà. Bà để đâu có ai vậy bà đâu. Ai cũng biết bà mà ai đâu mà làm khó bà đâu. Ừ. Hình như bà thấy ai em mua bà nhiều lắm. Bưng không nổi. Cái người bà mượn mấy chú nào đó thôi bưng dùm. Ờ, cách đây khoảng 2 năm thì bà hai còn bưng nổi nè. Bà ừ. hai bán tại chỗ. Rồi ví dụ như khoảng 7 giờ mấy á. Bà bưng dầm ở dưới đó. Bơm dầm nhà chợ nhưng mà bây giờ già rồi lớn tuổi rồi sức khỏe yếu rồi đó nên là bơm hết nổi rồi giờ bán bán chỗ rồi đó chỗ còn ở cũng biết rồi lại mua dạ yeah. Dạ thật ra mình quay video này lâu lâu sẵn ghé tâm sự với bà hai thấy bà cái tội nghiệp mua ủng hộ bà nếu như mà dạ không vợ mà còn lãnh á hả dạ hả còn lãnh sao ở đây hả dạ giờ chở chuẩn bị xanh ừ có cha mẹ trên ha dạ cha mẹ vợ thật ra ngồi đây nói chuyện thăm bà hai để cho bà hai vui ừ. Dạ, để bà hai bán xôi về cái niềm vui mà lớn tuổi rồi làm gì đó cho đỡ buồn tháng này lấy xanh chưa tháng này xanh nè cha mẹ vợ còn khỏe không còn đâu ấy ba mẹ vợ hả ừ à dạ dạ còn tôi tưởng nói ba mẹ con bà hai rồi bà bán thì tới mấy giờ hết bà hai có khi 7 giờ rưỡi khi 8 giờ có bữa nào mà không hết đâu không bán hết trơn còn mấy gói cái người ta lợi người ta giúp hết à cỡ nào cỡ cũng hết phải không ừ. Chứ không có bữa nào mà ế nguyên thôi thôi là bữa đó là khỏi ăn cơm có bữa nào gì không có bữa nào ăn thôi khỏi ăn cơm mà không quá đó ăn ngán chứ rồi dạ ừ dạ rồi bà hai bán xôi bà hai nó ngán ai dám mua ta ít ăn còn mình thấy hoài nên ngán mới dạ rồi nãy giờ thấy chưa thấy ai mua ta chắc chưa thấy bị mưa đúng rồi mưa đó là mưa mà mưa sáng sớm là 1-2 giờ là mưa tới sáng rồi hơn là đi sáng tạnh á bộ bão là gì mày bão bão là bà hai nghỉ nhà mấy bữa đi bà hai trời ơi ai cũng hiểu nghĩ mà sao thấy uổng một hồi uổng. Mưa hồi hết chứ không lẽ mưa hoài tiết tiền vậy uổng cứ mưa gió bán hoài thôi mỗi lần mình ra mình mua bà hai rất là thích mình là mình ra mình mua là bà hai không có lấy tiền mà có thời bán có ba giờ bây giờ là như mày đứa tao 10 ngàn dữ à dạ không kể có mấy ngàn bà hai để cho bà vui mà bà hai bán có thôi có 3 ngàn 5 ngàn à ờ để bà cho nó kỳ lắm đúng không đúng không con cháu tự nhiên ở đây chứ bà hai thương lắm nha bà hai thương mình lắm à ừ tao nhắc hoài có lâu có
chợ ngang nhưng mà tại con chưa thèm xôi, con không ghé rồi. Bữa nào con thèm con ghé à. Đâu á, mày chợ ngang giờ tao cũng không biết, không thấy. Rồi, đất mà 2 giờ mờ rồi ha. Ờ, bây giờ con ngồi đây nè, bà hai nhìn thấy không? Con ngồi đây bà hai nhìn thấy không? Sát vậy thầy. Đấy, thấy không? Gần xa thấy. Giờ ở ngoài kia thầy. Mắt bà hai mắt lão à. Mà lớn tuổi rồi. Ai cũng mổ bà không dám. Không nha, kệ quá. Mà mờ cũng được, cứ mổ đi. Thấy không? Mổ cũng anh xui lắm á. Mổ phải chăm sóc này kia kỹ lắm. Kỹ lắm. Nếu mà chăm sóc không kể là mắt nó mờ thêm nữa. Trong mà bà hai mà còn quan sát, còn mà quan sát đường cũng thấy tương đối gì là cũng ok rồi, không thiết là phải phải sáng trưng, phải sáng phải thấy rõ luôn chứ không thấy sáng thật một lần. Chị Tư mày mà khỏe không? Dạ khỏe á. Đó là con ăn hết có soi này cũng vậy. Thôi bà lâu lâu ăn ngon quá. Mà mới ăn nữa là ngán. Thôi thôi bà hai nấu không có khô. Nấu cũng dẻo dẻo. Thấy ngon, khô thào quá. Nó ăn cái thôi không lo chắc nó chịu luôn á. Hôm bữa nào gọi nấu xôi thập cẩm hay gì? Thôi xôi tím nè. À xôi tím á bà. Để bà mua được. Anh bữa nay nó hứa đem nè mà không. Ủa xôi tím là mình nấu sao ra màu tím quên rồi bà. Con nấu chừng một nắm vậy đó, cũng như giao cái người con lạch rửa đồ cho sạch. Cái gì làm sao để cho nó ra màu tím á? Đâu con tuốt lá hay không? Cho sạch cái rồi con bỏ trong nồi, con lấy nước sạch rồi con dò vậy nè cho nó dập á, cái đổ nước vô. Tím là cái lá đó là cái lá cẩm không? Cái rồi bà bỏ vô nồi nấu nấu tô nước rồi là chừng như mình sắc nước ram vậy, rồi chừng còn là chừng chén. Ủa chứ không phải bà hai mua màu, bà hai bỏ vô hả? Không, màu ăn bệnh chứ ai. Quá chất đó bà hai. Không mày ơi. Người chết là chi? Thôi con ghẹo bà, chứ không biết bà. Nấu là cẩm không á? Đúng rồi, bà hai nói thôi là cẩm nha, chứ không phải là nấu bằng màu như thế nè. Không. Ghẹo bà hai thôi. Rồi bà hai bán ho, bán xôi rồi. Rất là ăn đòn, đó, chúng là mua xôi nè. Nhiều chút. Cắt móc thì cắt 5.000, 3.000 vô hồi cũng hết rồi. Rồi không thấy đường có mũ hả? Để nè. Trời ơi hết thấy đường có mũ luôn rồi. Rồi đứng xảo cái gì mà biết không? Làm gì bà? Đưa cho ông hai. Đưa cho ông hai. Múc múc cũng ngược rồi, múc ngược. Làm lại. Đưa cho ông hai 50, một ngày 50. 10 bữa được 500 lần ổng gửi trên Sài Gòn á. Gửi lên Sài Gòn? Mua thuốc. Mấy tài xế xe đó. Mua thuốc hả? 20 đó, có lợi 15 đi. Mua thuốc là ổng. Thôi ra, có đền anh nghe không? Có không? Dạ. Cầm lại bà hai, cầm lại đó. Rồi dưới tờ 10.000 đó bà hai. Rồi, đây, này thói lên cho chú rồi. Đưa cho mấy chú thối không mà, chứ mà không có ba chén chắc còn lợn chén không? Không phải như thuốc. Điều mình đổ vậy á. Cái rồi mình rút hết. Ăn xong bỏ thôi cũng không sao. Rút cho thiệt sạch. Cái lên để. Chứ bà hai không nói cũng tưởng là bà hai pha màu. Đổ vô quậy luôn. Rồi ra là chậu vô soi cho nó màu. Không mà thấy màu chết liền hả? Cảm giác kỳ lắm. Lật lật đâu có. Dạ. Người để cho nếp ráo nước đổ cái tô nước đã thẩm vô cái chậu. Dạ. Ngon quá bà hai à, có nước uống bà hai. Nước mà uống. Kỳ bà hai mới thôi, mới cho nước uống được. Có tâm chứ ăn bà. Không, không á. Nè, mai mốt bà hai phải đầu tư thêm cái ghế nữa. Dạ. Hai cái ghế nhỏ hả?
có lỡ khách người ta lại ta ăn xôi phải có cái ghế ngồi nè, nước uống nữa, có khăn giấy rồi xong chưa ăn nữa nha. Chưa bán như vậy khách đâu có được nhiều rồi, coi coi chung là lại ủng hộ một gói hay đâu tiếp tục một gói nữa. Có thối tận anh nghe. Đây là niềm vui bán xôi của bà Hai nha. Bà Hai bán xôi vì đam mê, thích lao động, thích bán xôi. Chứ không có thích thích ngồi không, đúng rồi, không thích ở không. Không, cái này 5.000 có bánh kẹp không bà Hai? Không, 7.000 phải có bánh kẹp, bị giá bánh kẹp 2.000. Dạ, rồi. Cảm ơn nha chú. Đang ngồi đang chơi với bà xíu à. Không có nước uống gì chân. Móc mua đem 2 cái ghế nhỏ nữa. Đi khách ta ngồi nè, ta ngồi đi ta ăn tại chỗ giống như ăn cơm, ăn cơm phiếu gì đó. Ăn rồi cái rồi uống luôn. Ăn rồi ngồi tâm sự. Chém gió rồi. Áo bà ấm bà Hai, áo này nè. Áo này tặng bà Hai nè, cũng gần cái năm rồi quá. Cái năm rồi. Ừ, cái năm mà bà Hai mặc á. Mới thấy bà Hai mặc con mượn á. Trời nữa bà đâu có ấy. Lúc trước á. Lúc trước con cho ngoại bán rau, nhưng cũng thấy ngoại bán rau mặc. Dạ, bây giờ thấy bà Hai mặc con mượn á. Cái chị đó thấy chị đó cũng mừng đó. Ừ. Dạ. Đây là cái áo từ lúc trước là chị Bình Phương mà tặng cho ngoại nè. Ấm hả? Dạ, ấm lắm. Dạ. Vậy thôi bà Hai lại bán đi ha. Ừ. Dạ, mình móc ăn thôi, con ghé con quay phim ngoại nữa. Ừ. Có bà để lại thăm vợ con nha. Dạ, dạ. Rồi, con cảm ơn bà Hai ha. Ừ. Dạ. Rồi. Mai mốt mình có ăn xôi thì mình ghé đây nữa. Thì bà Hai thì mình lâu lâu mình ghé tâm sự trò chuyện với bà Hai cho vui. Ừ. Đó, mình chia sẻ video lên để cho vui thôi chứ mình không có nhận đi góp gì cho bà Hai nha cả nhà. Ừ. Đó, thì bà Hai rất là tội nghiệp. Nếu như ai biết bà Hai bán ngoài chợ thì ghé mua ủng hộ bà là bà vui rồi. Ừ. Bà bán nghe chợ Tháp 10. Gần gần cái chỗ đối diện cơ khí Thành Nhơn, ngay dốc cầu nhỏ đó. Này, bà Hai bán này ai cũng biết rồi. À, bà Hai bán khoảng 1 tiếng nữa là hết rồi. Ừ. Dạ. Rồi vậy thôi con về ha. Ừ, về đi. Mốt rồi con có thèm luôn con ghé nữa. Ừ. Rồi chắc cũng tháng 2 tháng nữa con mới thèm á. Dữ hả? Dạ ngán lắm, ngoan có xôi bà, ngán là mấy tháng trời lắm. Đi nghe nó thấy sao tím rồi ghé nha. Dạ, giờ đem ghé thì thôi. Ừ. Con về cho bà Hai. Thôi bà Hai chào quý vị khán giả các bà Hai. Chào đâu? Dạ chào vô cái máy nè bà Hai. Ừ. Bye bye cái được rồi. Chào. Dạ. Dạ. Dạ thôi bà Hai vừa quá rồi, răng đen hết trơn rồi. Dạ. Thôi bà Hai con về ha. Ừ. Dạ. Thôi mình tạm dừng video tại đây nha. Rồi tạm biệt cả nhà nha.